mừng các bạn đến với Thiện Cốc Vlog. Thì hôm nay Thiện đang có mặt tại chùa Trà Cú nha mọi người ơi. Đêm nay là đêm ngày 16 tháng 4. Thì các chùa khác thì không có còn hoạt động như ở chùa Trà Cú thì vẫn còn nha mọi người. Thì người ta sẽ biểu diễn cũng như là có các trò chơi đó mọi người. Chùa Trà Cú Kim Sơn, Trà Cú Trà Vinh nha mọi người. Thì bây giờ các bạn trong group chat của chùa Trà Cú đang thay đồ chuẩn bị ra biểu diễn nha mọi người, một lát nữa biểu diễn nha mọi người. Các bạn xem đăng ký ủng hộ thì mọi người like, share, comment, chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ. Đây ta gọi là thiền môn nha mọi người, một nam một nữ thiền môn. Còn các bạn này đang mặc đồ của chay jam, cầm cái trống đánh đó mọi người. Đây bạn này trong vai, người ta là trong vai nha mọi người, trong vai nữ. Và đây là các mão nha mọi người, đây là mão của chay jam nha mọi người, mão chay jam nha. Và đây là trống chay jam, trống chay jam. Đây là cái này là kiếm, cũng là gọi là dao đó, còn cái là cổ chằn, trống chay jam, mấy cái mỏ của chay jam. Rồi đây là mão nha mọi người, mão chằn mão khỉ. Bữa nay khỏe ha, bữa nay nhảy nhảy khỏe ha, bữa nay nhảy thiền môn nha, riêng Trà Cú. Bữa nay hai lão đại nhảy thiền môn nha mọi người. Đây một, và đây một nữa mọi người. Đây bữa nay nghỉ nhảy giặt rộm luôn mọi người, bữa nay nhảy qua nhảy thiền môn nha. Đây là Thái nha mọi người. Thái hôm nay dẫn đội cho mọi người. Vâng các bạn, bây giờ người ta đoàn cũng như là đội giặt rơm chuẩn bị biểu diễn nha mọi người, ra tới ngoài sân nha mọi người. Khán giả xem cũng rất là đông nha mọi người.